Xin chào tất cả các anh em đã trở lại với kênh YouTube của mình. Một vài ngày trước, sau khi mà cái video mà top 5 lý do chúng ta nên nuôi gà mút nó được đăng tải lên, thì mình có nhận được một cái tin của một người anh của mình. Thì anh ấy bảo là gần đây á, có rất là nhiều anh em trong các hội nhóm bò sát là họ nuôi gà mút, nhưng mà họ không hề biết được con gồng của mình nó cần những cái gì. Và thậm chí là họ không biết là gồng út nó cần phơi nắng để có thể hấp thu tia UV nhằm có đủ năng lượng để có thể tiêu hóa lượng thức ăn, hấp thu nguồn dinh dưỡng từ lượng thức ăn đó. Chính vì thế ngày hôm nay đây chính là lý do mà mình sẽ làm cái video này. Và chủ đề ngày hôm nay của chúng ta đó chính là top 5 điều chúng ta cần phải chuẩn bị trước khi các bạn nuôi gồng út. Và điều đầu tiên mà anh em chúng ta cần phải chuẩn bị đó chính là kiến thức về loài gồng út mà chúng ta sắp nuôi. Đây chính là yếu tố có vai trò quan trọng nhất, bởi vì chúng ta nuôi con gì chúng ta cũng phải hiểu rõ về con đó. Đối với những người mới nuôi gần đây thì đây là một loài động vật khá là mới mẻ. Nó cần được các bạn chú tâm nuôi dưỡng. Bạn phải biết là con gồng của mình nó ăn được những gì và những thứ nó không thể ăn được. Bên cạnh đó, các bạn cũng phải chú ý đến việc phơi nắng cho gồng, chẳng hạn như là việc phơi nắng trong bao lâu và tại sao chúng ta cần phải phơi nắng cho gồng út. Và vấn đề này khó mà chúng ta có thể nói trong vòng một clip ngắn ngủi được. Nếu các bạn muốn có một phần tài liệu để tham khảo, mình sẽ để link danh sách các video đó bên dưới phần mô tả của video này để anh em chúng ta có thể tham khảo ha. Để tránh làm mất nhiều thời gian của các cả các anh em, cho nên mình sẽ nói ngắn gọn về vấn đề này thôi. Gồng út là loài động vật bò sát, chính vì thế cho nên nó cần phải phơi nắng ít nhất là từ 30 đến 45 phút một ngày. Nó có thể ăn hầu như tất cả loại rau mà con người chúng ta ăn được, và bên cạnh đó nó cũng có thể là ăn dế, gián và các loại côn trùng khác. Còn về thứ hai mà anh em chúng ta cần phải chuẩn bị đó chính là chuồng nuôi và các phụ kiện đi kèm để chúng ta có thể nuôi được gồng út. Chuồng nuôi cho gồng út là yếu tố quan trọng thứ hai xếp đằng sau kiến thức. Gồng út là một loại kích thước rất là nhỏ so với các loại bò sát khác, nó chỉ tầm 40 đến 50 mấy xăng thôi. Và vì thế cho nên khi mà chúng ta thả gông cái loại bò sát này trong nhà là điều không nên. Chúng có thể dễ dàng làm mồi cho chuột cống, chó, mèo hay thậm chí là vô tình bị chính con người chúng ta giẫm chết. Vì thế chuẩn bị chuồng nuôi cho gồng út là một điều thiết yếu cho em nó. Các bạn có thể sử dụng đa dạng các loại chuồng khác nhau, có người có thể sử dụng các bể kính để setup trong phòng khách, trưng bày cho đẹp mắt, hoặc các bạn muốn tiết kiệm hơn một chút, có thể dùng các hộp nhựa duy tân. Dù là chuẩn bị những cái chuồng như thế nào thì kích thước dài 60 và rộng 40cm đó chính là một cái hồ tiêu chuẩn để các bạn có thể nuôi một con gồng út với size 4X. Đối với bản thân mình thì mình đã quen với việc không sử dụng đèn UV nhân tạo cho gồng út của mình rồi, bởi vì cái môi trường mà hiện tại mình đang sinh sống cùng bé gồng út của mình nó không quá khắc khe, khí hậu của nó không quá lạnh như là ở miền Bắc. Cho nên nếu các anh em nào mà ở các miền Bắc hoặc là ở những vùng mà có những cái mùa mưa lâu dài á, hay đơn giản hơn là các anh em không thể sắp xếp được thời gian để phơi nắng cho gồng út, thì chúng ta có thể sử dụng một biện pháp thay thế, đó chính là đèn UV nhân tạo. Đèn này có tác dụng thay thế năng lượng mặt trời, giúp hỗ trợ cho tất cả các anh em có thể là nuôi bé gồng út của mình trong những ngày mưa nắng hoặc là những thời gian mà chúng ta không thể phơi nắng được cho các bé gồng út. Và gồng út thì nó cần tia UV mỗi ngày, chính vì thế nên các bạn nếu mà không sắp xếp được thời gian để phơi nắng cho gồng út thì chúng ta nên ưu tiên sử dụng đèn UVB, UVA mỗi ngày. Và đó cũng chính là một cái khoản phí mà anh em chúng ta cần phải đầu tư để có thể nuôi được bé gồng út của mình một cách an toàn nhất. Và điều thứ ba chúng ta cần phải chuẩn bị đó chính là thức ăn khô nếu như có thể. Đây là một loại thức ăn mà anh em chúng ta có thể chữa cháy nếu như trong khoảng thời gian mà chúng ta không thể tìm được các loại sâu, các loại côn trùng để cho gồng út ăn. Ở trên các diễn đàn Facebook họ bày bán rất là nhiều cái sản phẩm khô cho gồng út hay là các loại bò sát khác nhau. Vì tùy theo cái khả năng kinh tế mà anh em chúng ta có thể đầu tư các loại thức ăn như thế nào để phù hợp cho các bé gồng út của bản thân chúng ta. Và đây cũng là điều mà mình nghĩ anh em chúng ta cần phải chuẩn bị, bởi vì có những ngày mà chúng ta không thể ra ngoài mua thức ăn thường xuyên được, chẳng hạn như là những cái mùa mà giãn cách xã hội vừa rồi á, thì không thể nào anh em chúng ta có thể ra ngoài được. Hay là những ngày lễ Tết nào thì hầu như là các tiệm mà bán thức ăn cho các loại bò sát hay là chim cảnh hầu như tất cả đều đóng cửa, và chúng ta khó có thể tìm được các loại thức ăn để bổ sung dinh dưỡng cho các em nó.
cho gọng út ăn rau thì cũng có thể là một biện pháp tạm thời, nhưng nếu như các bạn muốn bé gọng út của mình đầy đủ dinh dưỡng nhất thì các bạn có thể sử dụng thêm các loại thức ăn khô để có thể là bù đắp cho cái việc mà chúng ta không thể tìm được các nguồn thức ăn từ côn trùng ha. Và điều thứ tư mà anh em chúng ta cần phải chuẩn bị đó chính là thuốc thú y cho gọng út. Bản thân mình thì mình chưa từng khiến các bé bị gọng út của mình bị bệnh bao giờ, nhưng mà mình cũng thủ sẵn cho em nó một lọ thuốc trị phổi. Thì khi mà các em nó có bị gì thì mình cũng có thể cứu chữa được kịp thời. Thì khi mà các bạn mới nuôi thì các bạn đừng có quá chủ quan, bởi vì nếu các bạn nuôi trong một cái điều kiện lý tưởng nhất thì cũng chưa chắc là bé gồng của bạn sẽ khỏe hoàn toàn. Mình thì mình phơi nắng, phơi sương lạnh lẽo gì đó mà bé gồng út của mình ở sống ở ngoài trời thì nó không có sao. Nhưng mà có trường hợp là ông anh của mình ở Cần Thơ mình luôn nè, anh nuôi trong nhà, đèn nhân tạo có đầy đủ luôn, phải nói là môi trường sống rất là ok, rất là tuyệt vời. Nhưng mà gồng của anh ấy vẫn dính bệnh phổi và mất luôn hai con gồng đó. Và ở trên đây cái lọ thuốc này cũng có số điện thoại của người mà bán thuốc cho mình luôn. Thì các anh em chúng ta có thể liên hệ với số điện thoại này để có thể đặt mua những lọ thuốc thú y cho bé gồng của chúng ta ha. Và đến với điều thứ năm, và đây cũng chính là điều cuối cùng, đó chính là chúng ta cần phải chuẩn bị cho mình một cái hội nhóm về gồng út hoặc là các hội nhóm về bò sát riêng cho bản thân. Bà con xa không bằng láng giềng gần, các anh em biết rồi đó. Thì bạn bè anh em chúng ta quen giàu kinh nghiệm đến cỡ nào, nhưng mà những anh em đó lại cách chúng ta hàng trăm cây số thì không thể nào mà họ có thể là giúp đỡ chúng ta trong những lúc mà chúng ta khó khăn nhất được. Nhưng đối với việc là chúng ta quen biết những anh em cùng chung đam mê ở gần chúng ta thì khác. Các bạn có thể giao lưu, buôn bán bét qua lại nè. Hay là nhiều lúc bận một cái việc gì đó mà chúng ta không thể nuôi bét được, chúng ta có thể là gửi nhờ họ nè. Để có một hội nhóm để giao lưu một cách lành mạnh, đó là điều cần thiết. Và hội nhóm đó bắt buộc là anh em chúng ta cần phải đi tìm. Chúng ta cần phải bỏ cái điện thoại xuống và bước ra ngoài đi. Thời buổi công nghệ 4.0 này nó đã khiến cho con người chúng ta xa cách nhau quá rồi. Chúng ta đừng có khiến cho cái khoảng cách đó ngày một xa hơn nữa. Việc sở hữu một hội nhóm để chúng ta có thể là giao lưu, san sẻ những kỷ niệm với nhau, đó là điều cần thiết. Và vừa rồi cũng chính là những điều cuối cùng mình muốn gửi đến tất cả các anh em. Cảm ơn tất cả các anh em đã dành thời gian theo dõi video này của mình. Những video của mình sẽ thường được up vào 19:30 thứ 6 hàng tuần. Rất mong được các anh em theo dõi và quan tâm. Và một lần nữa cảm ơn tất cả các anh em. Và hẹn gặp lại anh em trong những video của tuần sau. Chúc anh em thật là nhiều sức khỏe và niềm vui cho công việc cũng như là cuộc sống này nha. Bye bye.